6%. À, mình kéo lên khá là đông. Không biết địch vào không? Tôi phát hiện không? Còn máu chẳng này bốt ca vào ui nó kết nhỉ. Hello, xin chào anh em nha, lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video game mua R6.co nha anh em ơi. Thì con này mình đang ốp full set socket huyết long bây giờ ép này, nhưng mà đang thiếu một viên giáng nó thương, nó là full được set đồ nha. Và hai cái bút này thì đang thiếu hai viên chi mạng, hai viên tăng khả năng giảm chi mạng. Thì sáng nay đọc thì nó không được viên nào hết, mua đồ thần thì không còn ai bán. Thì hôm nay lại đến với bộ phim kinh dị Quỳnh Ba lại đi. Thì trước tiên là phải xoay lông để trả cho Zicky trước đó. Thì mình đây đang còn, bây giờ mình đi lông con lông vũ đó. Thì hiện tại đang còn có 8 cái lông vũ thôi, 5 cái hiện tộc với 3 cái lông. Đây đang có 180 đồng xu. Thì bây giờ mình về mình test nhân phẩm thử xem là già được bao nhiêu lông vũ nha. Đây. Thì về chỗ quen thuộc đây. Lão già thử làm nháy đầu tiên đó xem nào. Ồ, hiện đây, ngon lành, ngon lành. Tiếp. Ây, ra xịt rồi. Ây, cũng được 5 đồng, không sao hết. Chứ mỗi lần xịt là có chọn nhân vật, cũng thường thường nó double kill lắm. Hay double kill lắm. Nếu mà hên là nó sẽ dần dần được. Ây da, xịt tiếp kìa. Ồ. Một. Ôi được năm. Có nhân vật cái nào. Hy vọng là may mắn 180 đồng thì chắc bèo lắm, phải được 15 cái. 15 cái win. Rồi. Ồ. Thế bây giờ là lông nó lực cũng đứng giá lại rồi, nó không có bị tụt nữa. Lông bây giờ 50 đến 70k. Rồi, hay lắm. Được 5 cái rồi. 6 cái, hay lắm. 7 cái, đúng rồi. Ôi, 8 cái. Nửa đường. Ôi, 9 cái, ngon lành chưa? Ôi, đang hên. Ồ, cũng 5 đồng. Đã còn 52 đồng thôi. Tận nhân vật nha. 52 đồng, nếu mà đấy thì cũng được 14 cái. Ồ, xịt. Rồi. Ồ, kìa. 5, ồ. 18 cái. Rồi, xịt rồi. 13. Ây. 5. Ồ, như vậy là được 11 phát anh em ơi. 11 phát. Như vậy là tổng cộng là được 18, 180 đồng mà được 11 phát thôi. Đây là đây. 8 là 19 phát. 19 phát không ăn thua lắm nhỉ. Chúng ta lại dở răng răng. Bây giờ đấy đi coi anh em là có bán thêm, mình mua thêm nữa ít rồi mình gom mình xoay gom xoay đây đi. Đây nó có một cái win rồi. Được, chắc đây đi bắt họ thôi. Không biết đâu nó có on không. Làm cái bắt họ. Được rồi.
đó nhiêu đây, giờ mình sẽ làm cái bát họa sau nha anh em ơi, giờ mình xoay xong bây giờ phải gom cá quy một nữa cho nên nó hơi lâu. Nay đến giờ con đun chuẩn bị ra, giờ mình đi săn con đun với anh em phát nha. Cái này không biết có được không thì bây giờ để mình lên ca bài trước đây này, ca linh ba bé, ca linh ba bảy thì bên này đang đua tốt săn bót cho nên là mấy con bót con đun này khá là ngon. Săn để tích điểm, hy vọng là không có địch. Giờ này thì ăn bót khá là nhanh, nếu mà có nhiều sông là ăn rất nhanh. Không biết là ra chưa, tối qua anh em không muộn là giờ này nó đi ra lại. Dạ, anh em đang ăn rồi, hình như là đặt xong luôn rồi. À, còn 5 mấy% rồi, tôi có để xuống em đây. Giờ này chắc định chắc chưa biết giờ này nó ra. Mình có khá là nhiều sông như vậy nhưng mà bọn đánh giờ này cũng cho hết rồi, không có mấy sông ngon đi. Mình đang vọng đến cái PK thôi, bây giờ có địch lên với mình đấm. Đun này nó được nhiều điểm để đồ tốt, điểm despoil để đồ tốt với lại để đối với máy ngựa và nó có đồ thần rất ra. Mọi người lên, mọi người mình lên caravan lên hôm qua chỉ mất đi đất. Xong được ba xong một hàng thêm vé đái luôn, xong ba người có phát bật lên luôn, mình thì 19 phát được không lên. Ai đi hòn lên nữa, đi hòn nữa. Còn 6%, nó kéo lên khá là đông. Không biết được vào rồi, có phát hiện không? Còn máu, trăm. Ai vodka vào, chết nhỉ. May mắn á, cái đồ thẳng rồi chắc khó lòng rồi, được một cái món, được một món Hyon đấy, một món Hyon đi các bạn. Xíu xíu về
hả? Đâu nửa tiếng, làm gì đâu nửa tiếng, cũng nhanh mà. Đây, để đưa xem một để gom lại. Cứ đi săn rồi gom lại rồi hôm sau được đủ chia cho mọi người mới mót. Cho anh em vui vẻ. Rồi. Rồi. Ok. Video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nha. Bye.